làm đơn chia sẻ đây gần 11 giờ rồi, anh em còn 2 ca cuối cùng để giúp cho mọi người kịp tiếp hải bà con coi, để bà con cảnh giác cho bà con tìm dùm đối tượng này. Dùm tôi hiện nay là xã hội vừa rất phức tạp, nên chị phụ nữ làm ơn mình muốn quen với ai thì mình quen người lớn tuổi của mình, chứ đừng có để mấy người công công nó lấy xe lấy cổ lấy tài sản mình, nó được sướng mà nó được xe được tiền. Còn đây chỉ đỉnh đối đúng là 92 tuần một ngày 5:37 đó, thì chỉ đối được chết luôn, thì chỉ đối lắm con nhà mày ấy kia, thì chỉ đối lắm bà con bắt đầu chia sẻ dùm. Bây giờ bà con coi là cảnh giác nha, chị này chỉ bị công trẻ lấy hết cái xe xì tơ màu đỏ đen rồi, bây giờ anh em sẽ tìm cho chị. Chị cho thăm là chị họ tên gì? Em tên Lê Thu Hằng. Chị nói lớn lên. Em tên Lê Thu Hằng. Sinh năm mấy? 1976. Sinh 1976 không? Chị từ đâu đến? Em từ Cái Bè, Tiền Giang. Cái Bè, Tiền Giang không? Rồi bây giờ chị cầm tấm hình trên tay lại đây. Là người đã lấy chỗ xe của em. Rồi người biết công là họ tên gì? Em đã tên Phạm Quốc Quân. Sinh năm mấy? 1989. Rồi cái cấp dính là viên công này nó nhỏ hơn chị là hết cả nào bao nhiêu tuổi, và cộng lên với em là chỉ là sinh năm 75, viên công này là sinh cấp 9. 75 là nay 49 tuổi đúng không? 40 hả? 75 hả? 75 bây giờ 49 tuổi rồi, 50 rồi. 50 tuổi rồi, viên công này nhiêu tuổi mình, cấp 9 anh này nhiêu tuổi? 89, 90. Anh này 35 tuổi rồi. 35. 35 tuổi, về bà con, một người và chị này là 50 tuổi, em là 35 tuổi. Bây giờ đối tượng này là sao, chị lại nhờ thứ này tìm là tìm cách nào, chị có báo công an chưa? Em có báo công an của phường Phước Kiển. Phước Kiển coi có nhận đơn chưa? Có rồi. Rồi nếu mà nhận đơn rồi anh em có một chứng em mới làm được không? Rồi bây giờ chị quen mối hệ với này là bao lâu rồi? Chúng chị là bạn bè mấy tháng cho ở nhờ nhà. Cho nhờ nhà là biết rồi. Tức là nói chung ra là chị là phụ nữ thấy không, mà chị quen với thằng đó cho ở nhờ là chị hiểu rồi, nên bây giờ tôi nói bà con với nè, nhất là mấy em trai nè rủ bạn về nhà mà có vợ nhà bạn mình rủ bạn về nhà nhậu là bắt vợ luôn, hiện là nhiều người lắm rồi, nhiều bị vậy lắm rồi, nhiều người phụ nữ cũng bị nhiều sự việc này, nên là nên không bao giờ chơi bạn bè, không nên đem bạn bè về nhà, đem bạn bè về mất xe mất tài sản. Như chị này là bây giờ chị bị mất chiếc xe, xe chị mua giá nhiêu? 63 triệu của em trên tư màu đỏ đen. Chị mua trả góp hay sao? Không, em trả hết 50% và con em mới trả. Đó. Xe đấy sao lấy, chị đưa nó mượn hay là sao? Là không, thường thường như là nhà em ba xe thì vấn đề ở ngoài, thì nói chung là ở chung một nhà đó thì tất cả mọi người ai đi thì cũng cứ lấy đi làm. Không có cho ai mượn hết. Đúng rồi, nhưng mà người lạ sao chị dám cho nó vô nhà? Bắt vô nhà. Không có nghĩa là hồi nào bây giờ cũng quen biết từ trên nhà mới thế này. Đó, đây là chuyện hải là lúc nào cũng nhiều người làm phục vụ, có thấy điện không? Có điện không? Bây giờ mọi người vẫn chia sẻ cho mọi người hãy giúp dùm để cho tôi còn công việc bắt cho bắt cướp, để xã hội được bình yên. Nói chung là giờ bà con sẽ cắt cái chu điện thoại để tôi để chế độ bay. Bà con với thằng lệnh chia sẻ về việc chuyển hải ngay này cũng tính hàng trăm người khách để giúp mọi người bây giờ phải đi chiến đấu tội phạm, đưa người đi qua Trung Quốc, đưa người qua Campuchia, đưa người qua Myanmar, Lào, các nước trên thế giới tàu chuyển hải làm xuyên quốc gia những từng ngày lễ ngày chủ nhật ngày thứ bảy của tôi nghỉ nha, không được nghỉ ngơi nó riết là bệnh luôn đó. Bây giờ lấy xe cũng chỉ là ngày mấy tháng mấy, phi công trẻ này là ngày mấy mấy đêm ngày 13 tháng 5. Ngày 13 tháng 5 2024. Rồi, cái tự lấy xe là tự lấy hay là mượn? Tự lấy, thì em mới đi tới công an trước để tố giác. Rồi, tố giác tội phạm. Rồi, báo công an ngày mấy mấy? Thì ngày 14 vào lúc 2 giờ chiều là ngày 14 là em có đến công an trước tiệm. Tố giác là có ghi lời khai không? Là có lấy đầy đủ hết. Đầy đủ lời khai không? Rồi bây giờ chị có ra lời kêu phi công trẻ đem xe gì trả, chị nói đi. Bây giờ Phạm Quốc Tuấn đang ở đâu hay đem xe về để trả cho con tôi để nó có phương tiện đi lại. Tôi là một người công dân, tôi đã đi làm cực khổ 3 năm tôi mới được xe cho con. Nếu còn một chút tình người hãy đem xe về cho con tôi, còn nếu không thì mới đi hại và pháp luật.
khi mà đã bắt được rồi thì đừng nói tại sao tôi sẽ không làm đơn bãi nhảy ra trên đâu. Và lúc đó gia đình nhà anh Trang, các cô, các bác, các em, các dì có nói như thế nào thì chăng nữa thì anh phải đứng trước tòa mở lại những gì anh đã gây lại cho gia đình nhà tôi. Chỉ mong anh em xem về sớm ngày nào tôi sẽ làm đơn bãi nhảy. Còn để cho bên anh Hải với công an và tìm được ra được anh thì lúc đó đó mọi người vẫn chia sẻ cho mọi người thấy chuyện này rất là đau khổ, thấy chuyện chia sẻ mình để đây chúng bạn thấy đâu cái chuyện này cái máy là cái chuyện này cho bạn thấy nó có cái bạn gì không đó mọi người vẫn chia sẻ cho mình. Đây là tôi đội Sĩ Hải là trong ngày nay mình không trả xe thầy đội Sĩ Hải sẵn sàng là đi tìm cho bắt bằng được cái phần lừa đảo xe cổng xe thì là chọn mà tự lấy không? Đó, tự lấy rồi anh lấy đồ em đi làm 36 tiếng về tập tập xong em ngủ thì là ăn họ ăn cơm xong là bắt đầu họ thấy em ngủ say là họ đã dọn sẵn đồ bao giờ em không biết, cho đến lúc 2 giờ em dậy không thấy xe em mới kêu chủ nhà trọ check cam lại thì là 10:59 đã dắt xe ra nổ máy chiếc xe của nhà em đi. Rồi chị với nó ở trong một phòng phải không? Thì nói chung là nó vẫn cố rồi. Nè, nè, có nói chị nghe, chị nó hẳn. Ở đây là cũng nó thật, nó được làm được. Vâng. Nói là bắt được chứ không ấy. Vâng. Nên là chị không giấu. Ở đây nó thật, sự thật để chi? Để anh em, để cả có cái hướng rồi để tôi bắt. Bắt nó vô cái nó mà bậy bạ rồi, đây, bởi, đổ bởi của công á. Tôi là tôi nói hẳn, ở đây là nó hẳn không có giấu. Tôi nói chị đến đây, chị còn giấu với mình tôi hết. Làm cái này là làm quen, ừ. Là chị muốn nhà chỉ với nhà trọ chung ở chung nó là bao lâu rồi? Từ tháng 12 là người ta Tuấn lên không có nhà ở. Rồi. Mẹ con em đã cho ở nhờ. Một cái căn nhà trọ không biết mét vuông. Không biết nhưng mà gần bằng cái phòng này có gác rồi. Có gác rồi không? Nói chung ra là Tuấn ơi làm ơn MMC về giùm đi. Chứ bây giờ đồng viên Hải cần quá cải rồi, đồng viên Hải thì làm biết cho miễn phí. Nói chung là trong ngày em đưa xe về đi, không đưa xe về thì tụi này phải bắt buộc tụi phải và đưa em vào công an để làm việc tại vì xin em tội đồng lấy ha. Em là em sống có cần có nghĩa chút ha. Đã người ta lớn tuổi rồi em ăn được ca đồ mà em còn lấy người ta nữa, rất là đau khổ ha. Nói chưa, còn hiệp sĩ ở đây là chiến đấu thì chết rồi. Đấu đúng rồi, 92 cần thì Tuyên Hải đấu 92 cần một ngày 5 giờ hiện giờ nãy là bây giờ là 45 phút rồi đó, rất là đau buồn. Mọi người hãy chia sẻ giùm hết tội nghiệp chị này kêu làm cực khổ mà giờ bị Hoàng Huy Công trẻ lấy xe anh em sẽ quyết bắt còn được ấy có hành động ấy quyết bắt còn được anh em đây là nhờ đây làm hết không bỏ ai chị này chị đây sớm mơ giờ mới đứng lên lượt chị đó. Đó, bà con quá là ơn chia sẻ trong ngày nay mà Tấn không đem xe lại về anh em gặp đâu là chia sẻ đó ha, là mời đưa đến vị công an gần nhất ha. Rồi bây giờ chị cố ước gì chị nói, cố ước gì nói thẳng ha. Ở bên đem xe về không? Ở trong ngày nay không đem xe về là bắt luôn nha, là bắt xong rồi ở bên nào không có nại nha, thấy ở đâu các anh cứ bắt bắt không có nại nha. Vâng, em sẽ không làm đơn bãi nào. Đó, nói được chị biết thì bữa nay là con rất rồi nha. Dạ. Ở đây là miễn phí 300 trăm trên dương tự đúng trăm đi kèm cho chị chứ không lợi dụng ở đây thì chị bữa nay là thứ chị là có tiền rồi. Dạ. Nên mọi người vẫn đừng có suy nghĩ là chị Hải đến đây thì chị Hải làm miễn phí 100% không có cái gì mãi hết đó ha. Đó, mọi người hãy chia sẻ dùng tội nghiệp quá đi, rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp bà con ơi. Rồi chị cứ đọc tấm hình đó nha để anh em bên em còn tiền nữa. Bây giờ chị cho anh em hiệp sĩ Hải đăng hình ảnh này các trên mạng xã hội không? Dạ có. Có phải không? Dạ. Lên các mạng xã hội ha. Rồi có gì chị nói sai trái thì cô lại còn chị trước pháp luật không? Dạ vâng, nếu như em mà nói một lời gian dối thì em sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật. Nói chung là vấn đề, nói chung là em được sướng mà em lấy xe ta là không được. Ở cầm xe là bữa rồi sai pháp luật rồi. Là Tấn. Tấn ơi, anh đối nhiều lắm rồi Tấn ơi. Anh đối lắm rồi. Vợ anh mất 92 cần đó, một ngày 5 giờ 47 phút để 45 lên 47 rồi đó. Mọi người vẫn chia sẻ cho mọi người
đang sướng là người ông là người bà phụ nữ càng cù càng đi làm mua được cái xe xá mấy triệu mà tính lấy chi đó, mọi người không có nhà ở, người ta đem về nhà ở cu mang mà vậy. Nói chung là chị em phụ nữ làm ơn, chị em phụ nữ làm ơn tránh xa những thanh niên mà mình là phụ nữ mình quen với người ta phải quen lớn tuổi mình để người ta lo cuộc sống của mình ha. Quen mấy anh để trẻ là nó chửi là nó vô đi nó để trộm xe trộm tài sản mình thôi đó, thì nói mọi người vậy, mọi người là bên phải cảnh giác nha. Với chị em phụ nữ nè, mình quen mình lựa người nào chưa vợ, mình quen người nào mà có vợ rồi á, mình là cái là mình sang được là mình lấy vợ, mình lấy chồng ta rồi vô nhà nghỉ mình nhiêu chuyện họ quay phim lại ha, họ quay phim lại kêu anh Hải đăng lên cũng ta qua đăng được, dù là có gì bắt ghen trong nhà nghỉ á, bà vợ bắt ghen với đi mấy anh đi bắt ghen mà quay lên rồi giùm nhục nhã ghê thấy nhục, nên mọi người chị phụ nữ là bận hãy cảnh giác coi trên thì chỉ phải cảnh giác những cái cảnh này mình quen nha, mình lựa người mà chưa vợ một ly dị vợ nha ha, đó thì mình quen chứ không có quen mà bay mạ rồi bắt ghen rồi bị đánh lên xuống ai mà mắng bắt ghen người kia rất là đau ha, rất là đau buồn mọi người. Giờ tôi thì không quá phải thì tôi dặn chị em phụ nữ là vợ mình hãy khéo quen với ai là phải quen thì quen nhau phải quen thì quen ha, quen cho đừng có để mà lấy vợ người ta lấy chồng ta là rất đau khổ. Ta cứ báo trước anh Hải ơi, thằng này lấy vợ em, anh Hải ơi thằng này lấy chồng em, nó này lấy chồng em rất là đau buồn. Thì tôi thì cũng mệt ghê, ở đây là tôi rất mệt thì trong mấy chút kia cũng bỏ ra ấy chứ tự nhiên là cúp máy là cũng được đó. Bà con có đợn hãy đề cao cảnh giác, hiện giờ xã hội giờ rất là lộn lưng, rất là đủ thứ đó. Chị phụ nữ cảnh với mình, chị phụ nữ nè, mình quen người lớn tuổi của mình á, thì cuộc sống mình nó khỏe nên được chồng lo chồng yêu thương, mà quen mấy anh trẻ là mình phải yêu lại nó, mình phải lo cho nó đút cơm cho nó ăn rồi lo cho nó cần liên ký nó còn chọn tài sản mình nữa đó. Chị phụ nữ không nên quen mấy anh người con trẻ ha, đó chị thấy không, cái chị vừa rất là đau khổ, vừa có cái xe mua mà bị nó lấy ha, đó còn thấy không. Rồi chị phụ nữ nè, quen lựa người nào mà chưa vợ hoặc là để cho mà lấy dị vợ này kia thì quen chính chừng lấy chồng ta làm công đánh ghen rồi vô nhà nghỉ quay rồi thấy coi trời tội trơn thấy ớn quá. Vừa rồi những vụ trên mạng xã hội rất là đau buồn đó. Bà con hãy chia sẻ những cái cảnh này rất là đau buồn đấy. Đó bà con hãy kênh tôi đi, hãy coi hết clip này để biết nè sự việc là sao, đó là con có thể chia sẻ dùm. Rồi anh đây cho anh học tên gì? Anh sinh năm mấy? Anh 1970. Bây giờ anh quê đâu? Anh cần sống trong lên đây không? Anh đến đây nhờ hiệp sĩ Quý Hải là chuyện gì? Tìm vợ thì con. Rồi vợ con phải không? Rồi anh hiện giờ sinh 70 là hiện giờ là anh 54, 55 tuổi rồi. Vợ anh sinh năm mấy? 1990. Vợ anh sinh 1990, vậy là vợ anh lớn hơn vợ anh 20 tuổi, phải không? Ở vợ mấy con rồi? Một đứa con rồi. Một đứa con 4 tuổi. Rồi hai chồng con kết hôn không? Dạ, không có. Rồi, ở nhà cha bày hụt mà vợ bỏ đi. Có cha bày hụt mà vợ bỏ đi. Chứ anh lớn hơn vợ anh 20 tuổi. Mà anh cha bày hụt, anh có hỏi anh hiểu không? Dạ. Anh cha bày hụt mà vợ bỏ đi. Thế nhưng con hỏi anh hiểu chưa, anh có đánh vợ là vợ không? Hồi đó là chưa, có hồn nữ 18 thì có. Quýnh mấy bậc tay? Một bậc tay là vợ bóp cổ, quýnh lại bóp cổ. Vâng, nói chung là mình là đàn ông mình không đánh vợ. Mình đánh vợ là vợ nó sẽ suy nghĩ trong đầu nó lúc nào là nó suy nghĩ trong đầu lúc nào chồng đánh vợ nên nó buồn thấy không? Người phụ nữ là ta yếu rồi mình phải nói nhỏ vậy cho vợ nghe, vợ nói sai cho là đúng. Tại vì mình ở với vợ suốt cả cuộc đời chứ mình đánh vợ là tình cảm sức mẻ thì làm gì, con đó. Nên mọi người hãy suy nghĩ lại đó, đàn ông là không đánh vợ phải nói vợ nữa, nhận cho vợ nghe. Rất là nhiều người ở trên mạng xã hội hiện nay là cứ ăn no lại đây đánh vợ là vợ bỏ đi đó, mình không nên đánh vợ. Vợ nói gì mình cứ nghe, nói vợ hoài vợ nghe, không hay anh ghen với vợ không? Có trường hợp mà vợ ghen có, sao vợ có nhắn tin hẹn
hẹn với ai? Hẹn với trai người đó đi đi ngủ, đi nhà nghỉ cũng có, về nhà thằng đó cũng có. Để với trai đi ngủ hả? Dạ. Thằng đó bao nhiêu tuổi? Em cũng cho em cũng không có cần hỏi nữa, bởi vì biết kêu vợ bỏ hoài, cũng nay gần 2 tháng rồi, nhưng hoài mà vợ cũng tỉnh nghiện hoài, cũng tin hoài, mà vợ không bỏ được. Là vợ bỏ được không? Dạ. Bây giờ theo là vợ nó bỏ đi đâu? Thì theo người đó giờ đang ở, nói là đi vừa đó là ở người đó luôn rồi, mới đi ngày 18 Tây rồi người đó ở một đèo kim rồi đi nhà đó mới đưa về Tiền Giang. Đưa đó nhà đâu? Đưa vợ về quê vợ Tiền Giang á. Rồi lúc đó là 10 giờ em xuống bắt con về. Là lúc đó là vợ mới kêu người lên công an lên là bắt vợ con em lại. Là giờ là ở chung. Tức là kêu công an bắt con nhiêu tháng? Nhiêu tuổi? 4 tuổi rồi. 4 tuổi mà sao bắt con lại? Là đó là hai chồng ở nhau rồi, vợ chồng trước vợ đời chồng. Rồi. Là chưa có ly dị. Rồi. Lúc mà ly dị lần đầu thì tòa cái xuống lần thứ hai thì vợ sang đứa bé đi. Rồi. Vợ xuống được. Rồi sau này đứa bé mà người phải nuôi bé, nó qua gia chồng cũng không bị chuyện đó. Rồi bắt đầu sau tới đây là muốn là lấy ngày sinh là lấy họ họ vợ. Rồi. Thì công an thử là con của vợ chứ không là con của em. Thì vậy đó. Thì vợ vô ẩm con đi à, là hôm nay là vợ chạy về hiểu trụ đó là ở gần đó, nhưng mà em cũng không biết phòng đó ở đâu làm gì. Ở Biếm Cù hả? Dạ, Biếm Cù, chỗ bên đây là Phước Thái, bên đây là Đường An á. Là nghe thằng bên đây là Đường An, bên đây là Phước Thái. Thành ra giờ em biết bên nào mà em đi tìm. Thì nhờ nãy giúp đỡ rồi, cái giờ thì tìm vợ về cho như là em cô hứa rằng là vợ sẽ tìm được. Mà vợ tôi tìm hết được rồi. Thì vợ của anh là sẵn sàng, ở đây là tất cả anh em ai đến đây cũng nhờ giúp hết, được không? Ừ. Nhưng mà chứ sao mà anh sao mà vợ mới bỏ, anh có lòng sống được vợ được không? Em không lòng sống, bị vợ em là thứ hai thứ ba rồi. Không phải, nhưng mà anh có nuôi vợ được không? Mà kiếm vợ gì thì nuôi vợ được không? Được, em thì em ăn một mình em ăn 1.500 ngàn. Em làm nghề gì? Làm thợ hồ. Được không? Dạ. Làm thợ xây nghề gì? Thợ xây rồi đánh nhà luôn anh. Chỗ gì vậy? Rồi đem điện vợ chứ em chưa bao giờ, rồi đó giờ cũng chưa bao giờ. Nhưng mà đi làm sáng đi về sao? Sáng đi chiều về, sáng đi mà chiều mới về. Về nhà cho bài thủ môn hay là nhậu nhẹn đi? Về quá lắm, lúc có bữa nhậu với bạn bè, có bữa không anh nhậu rồi nào anh say. Vâng. Ba người uống nước rồi coi là nghỉ sáng đi làm. Mà chưa nghỉ ngày nào mà. Em chưa nghỉ ngày nào hết á. Tại vì sáng em đi chuyện mà người về lúc chiều. Ba người ngồi nhậu có nước rượu khi hết đi xong. Rồi là sáng đi làm nữa chứ không nghỉ, chưa nghỉ ngày nào. Vâng. Giờ nhớ kỹ là lúc này là nắng mưa nè, trời mưa thì tụi em nghỉ, trời nắng thì em làm, bảy đồng hồ đâu làm được đâu. Vợ thì có ở tình nhân thì vợ đi. Dạ. Mọi người có chia sẻ bây giờ vợ mình sao mình đánh vợ rồi mới bỏ đi chứ đừng đánh vợ rồi nó đi đâu. Dạ, thì lúc mà đừng đánh vợ rồi nó đi không? Là lúc mà Tết vừa qua đó, dẫn rồi đó. Thì em đi mừng công ty, hết đồng hồ mừng công ty. Rồi thì vợ đi mừng ca ngày ca đêm. Thì bữa đó mừng vợ mừng đêm thì vợ về sáng ngủ. Rồi chiều vợ đi quan hệ với thằng đó. Vâng. Mày ở giờ gần sớm là thấy, nhưng mà nói em mà em không nói được. Bởi vì nếu em nói ra thì vợ nó bỏ em rồi, rồi chứ là mất con. Thì em khuyên vợ bỏ chấm dứt chuyện này đi. Mà vợ tính tin không trả lời lại hết. Nhưng mà vợ đi mừng đêm thì từ 10:30 giờ vợ điện thằng đó là tới 1 giờ mới dân nó mới nghỉ. Ban ngày cũng vậy, ở giờ đây điện Zalo qua lại suốt vậy đó. Thằng đó chứ còn nhỏ tuổi không? Thằng đó thì thằng con nó nhìn thấy là ốm hơi cao rồi, khoảng chấn chừng 39-40 thôi. Cũng ở tầm đó. Thì em không quan tâm, em chỉ khuyên thôi, chứ em nghĩ đi, đừng có làm cái ăn điện con mình nhỏ. Bỏ đi chấm dứt trận mình nuôi con thôi, chứ còn cái này chứ là bỏ hết đi. Rồi anh cũng đi bằng sáng mới về đó mà. Anh đi bằng công ty thì về thì 1 giờ là em tắm rửa em ngủ, buổi sáng buổi chiều là em đi quan hệ người ta. Mà quan hệ về nhà nó có, nhà là việc có mà em cũng không để ý luôn. Bởi vì em chủ em mừng luôn con thôi. Còn mà tối giờ mình chia với vợ, mà vợ không chịu chấm dứt. Vợ quyết định là vợ còn nói với em một câu, em nghe em đau nhưng mà em cũng vẫn không nói. Nó vợ đã để quen ở chơi nha. Rồi vợ nói gì hả? Dạ thì em cũng không nói, em nói đừng làm vậy con nó lớn á. Là tội nghiệp cho con thôi, nó nghe được cái tiếng này nó đau hơn, nhưng mà cũng kêu hoài đứng lên không như lại. Rồi giờ quyết định bây giờ vợ là đi, bỏ đi, ôm con đi luôn mà ngày em đi mà ngày kia
anh em ngày kia là dọn về lấy chiếc tủ sành là hết luôn hoặc là cuối cùng chủ hiểu để nói chuyện mình lên làm để tao mất cái tiền điện thoại không may ngày kia đi làm ở nhà vô lấy chiếc tủ sành chị biết đi làm gì rồi đó mệt cái này đen đen vào đây kêu mình giúp ta mà để anh làm quan tâm bây giờ giờ anh là hướng biểu cù không dạ biểu cù bên đây là phước xá bên đây là bà Thượng An nè rồi tại hướng đó mà hai ba trăm cái hướng nào rồi rồi mong là anh giúp cho vợ con trở về với em đi em luôn tập cho con nuôi con thôi chứ còn không em có lỡ mà đúng vợ em gì đó mặt tay gì đó thì đó là vợ chồng đi xin lỗi vợ đi dạ thì em cũng xin lỗi vợ từ đây lên là anh cũng có hứa là không có về tập trung nuôi con cho ở con hai chồng ở lại con chứ không có gì hết những chuyện gì đó đã qua thì tha thứ qua hết là không có cố vậy mong vợ chồng được gặp lại mình ăn thôi chứ không có để nói này nó nọ vậy đó anh lại lấy luôn đi đen về lại kim đi bấm lại không có làm gì cái này là anh này là một người chồng tuyệt vời này bởi vì lần này là lần thứ ba rồi vợ đi bỏ ba ra ba lần không ba người đàn ông khác luôn ba đàn ông hả ba người gì vậy là vợ anh có ba người đàn ông rồi cái này suy nghĩ tâm lý kỳ đi vợ biết đủ thứ rồi thì có mà em mong trở lại là để mà ăn với em thôi chứ còn gì nữa anh chờ em mong là anh với tay cua làm cái chuyện gì không có hết bất cứ chuyện gì không có hết để mà ăn cho vợ chồng mình nuôi con thôi bây giờ anh em hiệp sĩ Nguyễn Hải đang live stream để giúp còn mọi người danh là bơm mấy anh em giúp giùm anh cho khách vừa ngồi đây đến giúp em là mừng anh quá nhiều anh phát tâm không với ta không có làm gì được hết để giúp nè bây giờ nói thẳng với anh nè bây giờ vợ anh là cặp ba người rồi phải không bây giờ vợ anh là giờ kêu về cũng không về nó thẳng ra luôn đem một khi mà đàn ông người ta sẽ nhắn ta về được còn đàn bà là đi luôn nó thẳng luôn còn nó 100% đàn bà đi luôn không có gì về nha như là anh gì có thẳng với anh về vợ không về em muốn mong anh cho nếu gặp thì mình cho em gặp mặt vợ em một lần em để nói lại em một câu là vợ về là để em buông tay để về sống với em rồi không về thì em cũng chịu thôi chứ giờ em cũng không bắt được nữa nó chỉ vợ giờ nếu em về thì anh đáp ứng hết chỉ gì là bỏ qua hết thì giờ mình làm lại để mà thôi anh không nghĩ nhân viên em là không có nghĩ gì mà vợ con là suy đoán này kia em bỏ qua hết để nuôi con em cứ là thương con rồi vợ cũng phải thương cho em một chút hiểu lại cho em một chút đó, em cũng thông cảm vợ vợ cũng thông cảm cho em là ở lại nuôi con chứ hoàn toàn là em không thi cố gì hết mà không để cái chuyện gì hết rồi bỏ lòng mấy lần trước em tha được thì lần này làm gì em tha không được hơn hai lần trước em tha được cũng lẽ lần này lần mà em tha không được thì phải bỏ qua là nuôi con vì con mong vợ đó là hiểu rồi vì con mình sẽ lại sống là để nuôi con thôi chứ còn năm ngày nay em với anh thì nhưng mà đối với không có hiện danh luôn tại vợ anh về là cũng đi nữa không có đi đâu tại vợ anh là cái máu nó vậy rồi cái máu gì là đi bỏ đi ba lần không không mà không có đi em đại mà đi với ba ông rồi ông rồi có chứ mà lần đầu thì có đi nhưng mà em cứ về ở lại nhưng sau này là không đi nhưng mà mấy ngày nay là cái tư tưởng vậy là em nói á chú ơi là bây giờ về á là em nói á là hai lần trước là em bảo đã bỏ qua được không phải là ngày ăn gì chút xíu mà em bỏ được mà có là ngày em bỏ được mà để nuôi con em mong là về nuôi để hai vợ chồng nuôi con thôi còn mà ăn á là từ đây tới là vợ thích em không nhậu thì em bỏ rượu luôn vẫn được bình thường em muốn không được nhưng mà em vẫn bỏ rượu để nuôi con một cái khác ăn nhậu bao nhiêu lần em hả cỡ mười bữa có 20 ngày có mà nhậu dài đi thôi em nhậu bao nhiêu là em đi rồi còn anh muốn mồi lại em chứ em không có nhậu mồi người ta mà sáng em vẫn đi làm bình thường không có gì hết không có nghỉ việc không có mất cái tiền tháng rồi em đưa vợ 9 triệu mấy vợ nó cho đưa ít vậy đưa 9 triệu mấy mà chơi hả dạ thì bây giờ á nhờ nãy là chứ còn mạng là lúc em với vợ anh coi là gặp cho em nói chuyện vợ em tha thứ em lỡ đảo quyết về tập tay thay đổi cho để về thì chung sống với cái con mà nuôi con chứ còn ngoài ra em không đi cố gì hết em không có nói gì với vợ con buồn này buồn kia đó không nhắc cái buồn này buồn kia nhắc lên là ai cảm thấy khổ và em không nhắc để mà nuôi con thôi và bây giờ anh cho con đang lên kết mạng xã hội không
cho đăng lên cái mặt trang trên mạng xã hội không? Dạ. Cho đăng hình ảnh anh đi vợ lên cái kia, lên các trang mạng xã hội không? Dạ cho anh. Cho không? Đó, nói chung là cô gì mà sáng trưa nay có mắc lửa rồi căng quay lên mà điện thoại nó đeo mà bưng là không có nói chuyện rồi tiếp về dân được rất là đau rồi. Bà con của bác hãy chia sẻ giùm, bây giờ một lần nữa chị có ra lời chị nói cho đối tượng mà phi công trẻ nó sẽ trả xe chị ấy thì chở nãy giùm mình chưa nói ấy cho nó ơi. Dù là đã tôi đã đi đến tới công an Phước Vĩnh và hôm nay đã đến chỗ anh Thanh Hải, nếu như mà còn là một con người có nhân từ để mà làm ăn được như với người ta thì hãy đem xe về trả cho tôi để nó có phương tiện đi lại. Bởi vì nó tự mình biết địa chỉ nhà nó chưa? Có ạ. Địa chỉ nhà nó đâu? Thôn Bình Thủy, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Anh ấy có vợ con chưa? Có một vợ hai con nhưng đã ly dị vợ. Nó nói ly dị chứ ly dị chưa? Có chỉ ly hôn không? Có, hôm đó em có lên trên nhà nó. Vâng. Tức là chị quen đó là bao lâu? Nói chung là làm ở trên đó tới giờ là cũng 6-7 năm. 6-7 năm mà quen đây 6 năm không? 6 tháng thôi. Ờ đúng rồi. Vâng. Nhưng là quen đây 6 năm mà xuống đây 6 tháng. Có nghĩa là em làm ở trên đó. Ờ rồi, chị quen nó có lúc trên đó không? Vâng, em làm ở trên đó. Biết gia đình là bằng họ hết luôn. Ờ. Cha đi là phạm Lê Duyền, nếu mà ba ai cũng kêu ba bằng ba, kể cả con không phải là con dâu của ba, chỉ là bạn bè nhưng vẫn cứ kêu là ba, ba hay kêu Phạm Quốc Tuấn con trai của ba đem xe về trả cho con. Nếu như còn một chút tình người thì hãy đem xe về trả con. Còn nếu không, đến công an trước kiểm và anh Hải, chiến sĩ Thanh Hải ra quân và tìm được con của ba, lúc đó ba đồng tiền hả? Chứ con nói sao là con không sống không có tình luận vì con cũng đã nói hết lời rồi. Tôi đợi tuổi thứ ba và tuổi nếu nhìn được nhận được các em dòng họ hai bên nhận được cái thông điệp này hãy đem xe để cho anh con để cho con có cái gì đó. Rồi cảm ơn bà con đã chia sẻ giùm bà con. Bây giờ trời mưa lớn quá, bây giờ sự việc này bà con coi clip này để bà con cảnh giác những người thanh niên, đàn ông, đàn bà, phụ nữ có chồng, có vợ, có con nên coi cái này để cảnh giác, để coi để mình rút kinh nghiệm mình. Một khi mình có vợ, mình có chồng rồi thì mình làm ơn mình thương chồng, thương con gì sống thì có cha, có mẹ. Còn chị này nói chung là chị mới rút cái kinh nghiệm, rút một kinh nghiệm là kinh nghiệm sau mình muốn mình quen, mình lựa ai mình quen người đó của mình, ta lo lắng mình không nên quen với con trẻ. Quên con trẻ là nó lợi dụng mình, thêm nó lợi dụng mình thôi, nó thẳng gì vậy? Đó mình phải sống, mình phải suy nghĩ biết mình quen nó có bền không, không bao giờ bền, không bao giờ bền. Nói chung là vậy. Bây giờ lúc mình quen nó xong rồi, xong rồi nó ra thấy đứa trẻ hơn, nó sẽ bắt buộc nó hay đứa trẻ cho hay con. Mình phải suy nghĩ, mình đánh câu hỏi, mình nên hàng này nó lợi dụng mình chứ mua lại sao mình phải hiểu, thấy không? Đó, tôi nói thẳng gì vậy? Mình phải suy nghĩ quen, phải suy nghĩ cho rõ ràng. Vâng, người nào đàn ông lớn của mình người ta lo lắng cho mình, còn quen với mấy người trẻ là mình phải lo lắng cho nó thôi, bắt buộc ở đời như vậy. Vâng, thì nói cho mọi người có chuyện gì cứ liên hệ qua số điện thoại của Hải 0913 785858, 0913 785858, Zalo 0913 785858. Nói chung là nếu không gì thay đổi, đầu tháng này Hải đi Mỹ rồi, bà con cứ điện thoại qua Zalo 0913 785858, Hải sẽ xử lý hết tất cả những chuyện gì ha. Bà con cứ liên hệ cho Hải Zalo 0913 785858. Tại đầu tháng này là Hải sẽ đi Mỹ, vì công việc gia đình phải đi Mỹ có công việc, Hải đi 3 tuần Hải về để giúp bà con cô bác ha, giúp hết. Nói chung là Hải đã nợ với dân nè, phải quyết lập trong thành phố rồi Bình Dương thôi, chứ bây giờ không có bao giờ mà bỏ bà con, không bỏ bà con. Đi đâu đi cũng phải về Việt Nam giúp bà con, cô bác. Ở đây là giúp miễn phí, ha. Không cần bạc, anh nói anh chị miễn hiệu. Ở đây là anh chị Hải thấy sẽ mơ giờ. Đây họ đến, ở đây là anh em sẽ giúp hết, không bỏ một ai hết. Tầm hành dễ lên. Đó, đối tượng cứng là phải trả xe. Đối tượng cứng là phải trả xe. Bà con bác ở chia sẻ cho mọi người. Để hôm nay tôi live stream trực tiếp mà tôi thấy nó bị bắt ổn, bắt ổn là nó bị sao á,
chỉ hội reo được chứ không có làm được đó. Mọi người hãy chia sẻ giùm, mọi người hãy chia sẻ giùm. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rồi, cảm ơn nhiều lắm.